phun cả hàm đó là ba hai đồng bảy khác khẩu nổ cả hàm là đồng mấy những cái nổ cho tôi làm cho ăn trong sạch cả tập lâu quá thế ta bùng cái á tôi tới sau này nó có khó dùng sư vật cái núi bắt sạch lại ra cái tôi tới sau không bắt sạch lại được khó coi bắt sạch khó ăn cái đặt tiền mà bắt sạch vô là nên thằng nó xuống hàng không ba đặt tiền bắt sạch là tôi nó khai phải chắc khai cái brass rock cái sao khai cái nào mà khai rồi cái sao số một số là cái ba một hàng rồi xuất bên ha to rồi một ba sáu giá khi to rồi cả là cái gì trong đó thì cái số này to to cả ba hai phần nữa ăn cái bé xí thu mày á ba ra nó có phần nữa to rồi to rồi cái to rồi sẽ phải vào nàng cũng cái đại cái to rồi có một ba ba sáu cái ai ba sáu cái ba hai tập thu anh cái đại cái được chắc sẽ cái đôi họ có thu to phát sáng đại cái được một người ama một người chắc sẽ ở thủ phát xiết mất để phải ăn ta đại tiết nữa ba sáu mươi bảy rồi sư thủ mày á có số ông già bốc khói rồi sao cái bé sẽ tự thu lăng cái bốc khói rồi sẽ không ra cái ông cái ba thủ mày á cái chúng ta bốc sợi về cái này nóc là quá hay đâu mà hả sợi của chúng ta chắc là cái bà nó mất bao nhiêu tôi không biết xin gì apa nữa coi cái này cái bà cái chúng cái sợi cái ba ăn bao nhiêu tông tông hả sợi cái to rồi cái đời sống to rồi vừa kéo ra rồng như nữa bút sạc cả băng mà to nữa bút sạc cả băng mà xí nhỏ nó phẳng lúc này cái sống to cái đời sống to sẽ trung hoàng cái sống nó bà rau mà thằng nó chín to rồi hay cả dân hóa ở đó bà rau tổng lại cái đời sống nó xí này lấy cái đời như sai mà không xuống nhà có con khởi với cái tính bà rau thằng này hay cái bị đi mà khai sinh cho nó rồi cái gì rồi số giờ ở đây tổng hợp các bà bạn đâu bao giờ thằng phở đi đọc ra mấy tổng hợp các bà cái số gì số giờ có cái tay số giờ mấy tổng hợp các bác mình các bác số này có cái nó nói tổng đấy anh blog nó giờ số giờ tôi ya thấy số anh muốn tôi ra cái tổng hợp anh bạn tin đó ya thấy số này đang tổng hợp các bà ya thấy số này là gì tôi ra cái tổng hợp cái nó có nửa tiền tổng hợp cho nó rồi lô cầu à xong rồi thôi, xây mà cái đồn đất mà làm sao lại ra, ơ, là đã vừa chỉ tới xây, còn hết đó, có số bạn nào ra mình bảo là xây đó là sạc sạc nó một khoảng phần lúc làm cái, ít sân phiêu ai nào nó phát phần lúc sau làm cái, cái gì sai của ta, số bạn mình xong bạn kiểu là xin thì ra tặng bạn, bỏ đầu đọc lên xin lên, bỏ đầu lên giàn đó xây đó là sự giàn đó có là bắt tay nó có cái giàn cái điện thoại này. Cái ăn tao phụ nữ mà cần sạc phụ nữ cái đó bà hãy đẹp xuất ứng này cái đó hơi phát xong này nhé này đi nó sẽ đẹp xuất ứng cái đó mà là ít khắp bây giờ rồi xuất ăn khắp bây giờ em là hoang là ăn xuất này tôi này đi nâng sạc sạc mong sẽ đẹp xuất cái đó สิละมันน่ะมันก็คือเปิดแล้วว่าสวยชุดคาราสมันนี่คือไปโชว์ที่เพราะอะไรก็ไม่รู้มันสิแม่คือเปิดแล้วมันน่ะมันแค่ไปกลางมันสิละปุ่นกันเดินทางมาสิมันขังซากพร้อมตรงมันสิคือไปดูแม่คือสิพิสก์คือไปกลางมันสิละ ซึ่งคือปุ่นเราแต่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนกพันธุ์ในสิ่งนั้นแหละนามันนี่ซึ่งคือปุ่นปะนั่นคือเดิมมันนักคือปุ่นผือคือปุ่นกระรักมันคือคือปุ่นได้สัญลักษณ์คือปุ่นได้หรือคือปุ่นที่ซึ่งมันนามะมันนามะคือคือปุ่นเนาะปาราเอโรจง dogla mama skala phalang ne sungne ko boro khaya ro phalang ke sui ba nok sok ko tang ba sung ta na phon lo sung ya khaya ta ma mo ko jo ko sang ra ta hala ko de ko tong ro ko sung ma ne ta khaya sa ra ne sui ro no ki sa do ma ko ya chela sa mo ne sui hai sung lo su sa tong bu kring ke ba ta ne yan de ke ko ne chi Pasir, mana aku kepoi kerak masih besar, kepoi kerak makan teh, kepoi belakang, kepoi buat.
তেতে মই লখা গৈ তই ফাই টঙ চং ৰহোৱা নিহে নাই হমান যি হাই তেলাং দিহি হৈ তহাঁকে বা এতিয়ালাং থাং চিনাহি চক তহ ফাটক ৰখা গৈ ৰহব চং ব্ৰণ ৰ ফান্তক ৰক ঠাই ঐ টংকে বা ব্ৰকলৈ চাৱৈছে আকাই ঐ টং হাংকে বা চং ৰৈ ৰহোৱা নিহি চলা ৰক দাৱৈ বিটি খে ৰহৈ টং চং ন কি য়ং খেবলৈ না থাং পাইলে হা য়ং মই ৰখ লহব চং ন চাই দিহি কে চংব থাং চিনাই দাবক ন গ बाय बाय। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।